الأصل أن الكافر إذا جاء وأبدأ ولو شيئا يسيرا من الرغبة في الدخول في الإسلام، ماذا أن تصنع معه؟ أنت إمام داعية هنا. نعم. وكي một người ngoài đạo nào đó tới hỏi chúng ta về những vấn đề dù là nó đơn giản nhất trong tôn giáo Islam thì chúng ta trả lời những vấn đề. لا تتأخر لا تتردد أبدا في إدخاله إلى الإسلام. Và đừng bao giờ từ chối họ, đừng bao giờ chậm trễ, gây chậm trễ cho họ với việc mà họ đến với tôn giáo Islam. ومهم جدا متابعة هذا بعد الإسلام، متابعته في التعليم، تعلم الصلاة، الطهارة، الوضوء. نعم. Và điều vô cùng quan trọng đó chính là chúng ta tiếp tục nói cho họ biết, tiếp tục dạy cho họ về những điều sau khi đã là một người Muslim, như việc chúng ta thanh tẩy, như chúng ta tắm, chúng ta hành lễ, vân vân. تربط بالجماعه جماعه المسجد. Và hãy liên kết lại và hãy liên kết trong cái việc chúng ta giữ gìn, chúng ta bảo tồn việc chúng ta hành lễ tập thể của mọi người. أكبر خطأ عندنا أن بعض الناس عندما يأتي كافر يدخل يقول لا لابد تفكر لابد كذا. نعم. Và một cái sai lầm to lớn của chúng ta đó chính là chúng ta từ chối họ. Chúng ta từ chối khi mà họ đến với chúng ta, khi mà họ đến hỏi với chúng ta về Islam và chúng ta nói với họ đừng vào, hãy đi đi. Đó chính là một cái sai lầm vô cùng to lớn. Nào.